Hôm nay bà có thời gian nè, để cho mẹ nghe con gái của mẹ đó ở Trư Ngáo nhắc tên mẹ hoài, mà mẹ không nhắc lại tới con thì sao khi con buồn đấy nha con. Mẹ nói cho con nghe nè, giữa mẹ với con ấy là hoàn toàn không có một cái vấn đề gì xích mích hoặc là mâu thuẫn với nhau gì hết. Mẹ đã từng đại diện cho anh Năm, cho anh Linh á, để lấy tiền đĩa cho con phần trăm ở con phát hành ở Việt Nam. Thì mấy lần con về con cũng gặp mẹ, mà lúc đó thì nhan sắc con cũng tương đối đẹp dễ thương, nhưng mà sau cái vụ mà con đòi các bài thơ trên trên mộ bia của cậu đó, bây giờ hôm nay sẵn đây nè, mẹ nói cho con nghe nè, cái người phản đối đó là mẹ đó, mẹ không cho Hồng Loan để cái bài thơ đó lên. Và con biết tại sao không? Cái bài thơ đó con ghi vô trong đó là toàn lịch sử của Trung Quốc, những cái tuồng mà con viết cho nó cho từng chư đế đó, là cái tuồng đó là tuồng của Trung Quốc. Nhưng mà cậu là người nghệ sĩ ưu tú của Việt bên này, bên các bạn, cậu rất nhiệt diễn nhiều nhiều vai của lịch sử anh hùng của Việt Nam, như Đức Trần Hưng Đạo nè, Nguyễn Đi Lô nè, Nguyễn Huệ nè, Trần Quang Diệu, Lê Lợi, rất nhiều. Nhưng mà ghi là phải ghi của anh hùng lịch sử Việt Nam chứ, tại vì mình là nghệ sĩ của người Việt Nam mà đi lại ghi mà vô là vào lịch sử của anh hùng của người bên Trung Quốc. Cái điều đó con có trình độ, nhưng mà con làm cái chuyện hoàn toàn sai. Ở đây không chấp nhận, đây là hôm nay má mới nói, mẹ mới nói cho con biết mẹ là người phản đối đó. Và từ cái đó mà con không ghi được lên, rồi bắt đầu con mới mất đủ chuyện hết. Chuyện chuyện gì chuyện hoàn toàn không có, nhưng mà không có. Con nghĩ lại đi, nếu mà con muốn khắc cái mộ bia những lời đó trên mộ, là con khắc bên mộ bên gia đình của con á, chồng của con, mộ bên đó. Mẹ nghĩ lại, giữa mẹ với con không có khắc phong thủy nha. Mồ của ba mẹ, má mẹ là ở Việt Nam, mồ ba má con là bên Mỹ, đâu có trùng vấn đề mà bây giờ gọi rõ ràng luôn đi, đâu có động mồ động mã với nhau đâu. Mà sao con cứ gọi tên má hoài, mẹ hoài vậy? Nó suy nghĩ là đi, trời sinh ra mình á, ví dụ như là cái đẹp, nhưng mà đẹp nhất là cái tâm hồn nó mãi mãi, cái đẹp bên ngoài tới ngày cuối cùng cũng rã rời thôi, ai cũng như ai, của thổ hoàng lại thổ. Mình cần cái đẹp nhất ấy, là cái nhân cách của mình, cái đạo đức của mình, chứ không phải mà ngồi đó mà ra rã. Có điên quá, nói cho con nghe thế này nè, đừng gì miệng dưới đồ ăn mà làm khẩu nghiệp với cái miệng trên, nghe chưa? Tại mẹ không muốn nói là gì á, cộng đồng mạng nói là cho mẹ nghe cái mẹ không muốn nghe, tại vì mẹ muốn nghe là nghe những lời những người mà tốt tâm đạo đức, lời lẽ đạo đức mẹ nghe. Còn là những cái lời lẽ như con mẹ coi như là, chẳng lẽ giờ mẹ nghe con chó sủa, mà con chó nó có sủa chăng đi nữa đó, là con chó tôi nuôi trong nhà, con chó được bình tĩnh thì có thể mẹ còn nghe, còn một con chó điên sủa mẹ không thích nghe. Đó, trời sao bây giờ con không nhìn gương hả? Ngày xưa con như thế nào mà ngày hôm nay mặt mày con như vậy? Tâm sinh tướng đó con, nên suy nghĩ lại đi nhau, rồi để sau này á có thể kiếp sau làm được thêm một kiếp người nữa, chứ đừng có như vậy. Con ra rã con kêu tên mẹ mà mẹ đâu có xúc phạm tới con gì đâu. Rồi thêm nữa, thêm một thằng Tôn Ngộ Không, một thằng Lý Thông á, ở xứ người á, thằng phản bạn, rồi ra rã bên đó, chu tréo bên đây làm gì được gì nhau. Không phải riêng một mình một hai người hiểu, nhưng mà cả hàng triệu cộng đồng. Một cái đầu óc của tụi con, hai cái đầu óc của tụi con không có cửa đâu. Hàng triệu kìa. Đừng có làm cái trò đó, trò dơ bẩn. Mình làm người mình để là phải có cái nhân cách của con người. Làm con người mình nhân cách con thú đừng có nên làm. Nói cho hiểu biết, lần sau đừng có gọi tên má nữa nha. Má chưa có động mồ động mã với tụi con đâu. Thấy chưa?